Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Quán bar ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, khói đen mù mịt cả khu phố. Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 26 tháng 11, nhiều người dân phát hiện quán bar tên Canalis trên đường Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy dữ dội nên hô hoán, dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Do trong quán chứa nhiều dụng cụ dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người dân hoảng sợ di chuyển ra khu vực an toàn. Một số người bên trong quán bar tháo chạy ra ngoài kịp thời và gọi điện báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Công an quận 3 cùng phòng PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy. Các tuyến đường xung quanh khu vực cháy được lực lượng chức năng phong tỏa hoàn toàn. Một nam bảo vệ cho biết trên phóng viên, thời điểm trước lúc xảy ra vụ việc, có một nhóm công nhân khoảng 10 người đang sửa chữa bên trong quán. Sau một lúc, mọi người hô hoán bỏ chạy, tán loạn ra bên ngoài, quán bao trùm khói đen v.v. Đến 16 giờ 55 phút, đám cháy vẫn chưa được dập tắt.